Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về trận tranh hạng 3 của giải cờ tướng Thượng Hải Bôi năm 2021 giữa danh thủ số 1 của làng cờ tướng Trung Quốc, chiến thần Vương Nhất và Thân Bằng. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Bên đỏ đi tiên, ngoại tinh lấy khách lập tức triển khai tình huống cờ chạy pháo 24 ngay. Bên đen Thân Bằng đóng pháo đầu. Bên tiên tiếp theo thì có hai bên chính, một là bên hòa chuyển pháo đầu để tấn công ngược lại bên đen. Tuy nhiên trong thực chiến của trận cờ là chọn đến từ bên tiên đưa ra là phần cờ khởi mã ngay. Bên đen Thân Bằng anh cho phát triển mã 2/3. Bên tiên vương mã 2/3. Mã 8/9. Bên tiên binh 7/1. Xe 1/2 và tiếp theo cũng là tình huống cờ ra xe đến từ ngoại tinh lấy khách. Thân Bằng xe 2/4 qua để khống chế điểm cao. Trong cờ trên thì bên tiên có khá nhiều bên hóa được thể đi tiếp như là phần cờ binh 3/1 để mở thông lộ mã. Trong thực chiến của trận cờ lựa chọn đến từ bên tiên là phần cờ chạy pháo binh qua đường 6 ngay. Bên đen Thân Bằng ra xe vương tự 3/5, xe 2/2, sĩ 4/5. Bên đen xe bình 3 bắt mã và bên đỏ trong thực chiến đã đi tiếp phương án cờ là tiến pháo qua, một trong các thủ pháp có thể phế mã trong bối cảnh trên. Các bạn thấy trong thực chiến thì bên đen có hai biến, biên hòa trong chính cục là tình huống cờ binh 5/1 để mở đường cho phát triển mã 3/5 về sau. Ngoài bên trên thì bên đen có thể lập tức đi tình huống cờ xen mã ngay, chấp nhận để cho bên đỏ có thời cơ chạy còn pháo qua bình 3. Các bạn thấy đang ám phục cái thủ pháp có thể vật pháo về tốt, bắt xe bắt tượng. Bên đen thoái về thì bên đỏ có hai biến được thể đi tiếp là xe 1/4 và xe 8/8. Trong thực chiến của trận cờ, các bạn sẽ cùng đón xem lựa chọn đến từ bên đen của Thân Bằng, anh cho tiến binh 5. Bên tiên vương chạy xe qua lộ 4. Bên đen Thân Bằng dùng xe ăn mã ngay và bên đỏ đi tiếp là phương án cờ pháo 2/3. Mã 3/5. Vương cho tiến xe tấn công điểm tượng. Các bạn thấy hình công của bên đỏ đang là tương đối mạnh trong bối cảnh đang bỏ mã để lấy thế công. Bên đen xe 1/5. Bên tiên cho bình xe bắt tượng và tiếp theo lựa chọn đến từ bên đen là phần cờ đảo còn xe 8/4 đến từ Thân Bằng. Ngoài biến hóa trong, chính cục có thể lập tức điều con xe 3/2 để kéo con xe về phòng thủ. Các bạn sẽ cùng đón xem, đây là một trận cờ rất hay. Bên đen trong chính cục Thân Bằng anh ta điều con xe 8/ qua lộ 4 ngay. Và bên đỏ của ngoại tình khách bắt đầu tung chiêu tấn công liên tiếp bằng phần cờ dùng pháo để phá sĩ của đối phương. Bên đen xe 4/1 và bên tiên vương đi tiếp phần cờ dùng xe để chém sĩ, liên tiếp những đường tấn công vô cùng đỉnh cao. Chiếu tướng tướng qua và bên đỏ đã bẻ được đôi sĩ của bên đen, vương cầm con xe ăn xe ngay. Tiếp tục chiếu và bên đen trong thực chiến lập tức cho thu mã về mã 9/8 để tìm đường đan mã qua nhau, chấp nhận bỏ pháo. Các bạn thấy thêm trong bối cảnh trên bên đen có hai biến khác, một là phương án cờ tạt pháo đi thì mất mã ngay. Trong hình cờ khác mà bên đen cho thoái mã về mã 5/7 thì đường công của bên đỏ cũng là rất mạnh khi có thể dùng xe để phá tượng ngay. Liên tiếp sẽ tạo ra những trạng thái khó khăn dành cho bên đen. Các bạn sẽ cùng xem trong thực chiến của trận cờ, lựa chọn đến từ bên đen của Thân Bằng, anh lập tức cho thu mã về mã 9/8. Bên tiên vương không lương tay, anh cho xe 2/2 bắt pháo. Bên đen mã 8/7 đuổi xe, vương chạy xe đi. Binh 5/1 mong muốn là bên đỏ có thể đi tiếp binh 5/1 để có thể chạy mã đi. Tuy nhiên trong thực chiến của trận cờ lựa chọn đến từ ngoại tình khách, anh không đi như vậy, vương lập tức cho bình xe bắt tượng. Bên đen đi tiếp là xe 3/1. Các bạn thấy ngay trong hình cờ trên, nếu mà bên đen của anh Thân Bằng cầm 5/1 thì cũng không hay, bởi khi đi như vậy thì bên đỏ phải có thời cơ nhấc gọn mã 3/5 để tìm điểm công ngay, một hình công vô cùng lợi thế. Các bạn sẽ cùng xem trong thực chiến thì bên đen Thân Bằng cho xe 3/1. Bên tiên vương cho thoái xe chiếu. Bên đen cho chạy tướng về,
Các bạn thấy thêm trong hình cờ trên lấy mặt chạy tướng tầng 3 thì vị tướng của Biển Đen rất chênh vênh và rất nguy hiểm trong bối cảnh như vậy. Trong hình cờ thực chiến đứng ở vị trí an toàn hơn thì Biển Đen cho hạ tướng xuống tầng 1. Bên đỏ vương tách xe bắt pháo, pháo 8 binh 9. Tiếp theo là phương cờ tiến binh tấn công rất đỉnh cao đến từ ngoại tinh đi khách. Các bạn thấy ngay thì Biển Đen sẽ không thể đi binh 3 tiến 1, bởi như vậy là pháo vật chết xe ngay. Trong hoàn cảnh khác mà đi tình huống cờ mã 5 tiến 3 thì sao? Khi đó bên đỏ có thể cờ vật còn pháo về. Các bạn thấy binh 3 tiến 1 thì có thể thoái tiếp đường cờ xe 2 tiến 1 để bắt đôi. Với hình cờ như trên thì rõ ràng bên đỏ vô cùng lợi thế. Trong hình cờ thực chiến là chọn đến từ Biển Đen của thân bằng, anh cho tiến binh 5 tấn công trung lộ. Bên tiên vương bình tuốt qua, mở đường cho pháo truy xe, ép buộc xe phải chạy đi và tiếp theo phương án cờ bình tốt để tấn công. Trong hình cờ trên thì Biển Đen đã không thoát mã đi, lập tức cho binh 5 tiến 1 để phá tượng. Các bạn thấy thêm nếu mà chạy mã đi thì cũng không ổn, bởi khi như vậy thì bên tiên vẫn còn đó tình huống cờ xe thứ 1 ngay để bắt đôi. Hình cờ trong thực chiến lựa chọn đến từ Biển Đen của thân bằng, anh cho tiến tốt để phá tượng. Bên tiên vương binh 5 tiến 1 bắt mã. Mã 7 tiến 5 và tiếp theo là phường cờ thoái xe về để truy pháo của bên đen. Bên đen các bạn thấy là cũng không thể chạy được pháo trong vị cờ trên. Pháo vật quá tốt thì bị mã 3 tiến 1 ăn ngay, còn trong bối cảnh mà thoái về thì bên tiên có thời cờ tiến xe chiếu ngay. Tướng chạy tầng 2 là pháo vật qua. Các bạn thấy thì bên đen vẫn là mất quân. Trong hình cờ thực chiến các bạn sẽ cùng đón xem bên đèn thân bằng cho tướng chạy tầng 2 trước. Vương nhẹ nhàng cho xe chém pháo, chính thức hình thành cái thế cờ hơn quân, trong khi đó thì bộ sĩ tượng của bên đen đã bị vương quét sạch không còn một con nào. Mã 5 tiến 6 đến từ thân bằng. Vương cho thoái mã chạy đòn. Mã 4 tiến 5. Tiến xe chiếu. Hạ si ve và tiếp theo là phường cờ mã 6 tiến 5 đến từ thân bằng. Bên tiên vương tức 7 tiến 5 bắt mã. Bên đen thân bằng cho bình xe để phá sĩ. Những hình cờ cuối cùng của anh bởi thế công của bên đỏ là không thể ngăn cản. Tiếp tục thoái chiếu và tình huống cờ thoái xe về để nhóm tượng. Bên đỏ tiếp theo thì ngoại tinh khách anh đơn giản cầm con xe 1 bình 5 để phòng thủ điểm tượng ngay, đồng thời không chế chặt trung lộ. Và chỉ sau hình cờ trên thì bên đen trong thực chiến thanh thủ thân bằng đã buông cờ xiên thua sau vận đấu trên, khi mà đường tấn công của bên đỏ trong vận đấu này đã cực kỳ sắc lẹm và uy mãnh. Như vậy kênh Học của Tuấn Lai vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đấu trên đánh trong khuôn khổ trận tranh hạng 3 của giải cờ tướng Thượng Hải Bôi năm 2021 dưới danh thủ hàng đầu Trung Quốc ngoại tinh lên khách Vương Thiết và thân bằng. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.